Tôi đang có mặt tại thôn 3 Bombo Bù Đăng ở Bình Phước. Ở đây là cái khu vực trung tâm chợ, là có điện máy xanh, là thế giới di động là tập trung ở đây. Ở đây là bà con người ta buôn bán rất là nhiều. Đây có nha khoa, hình như đây là cái trung tâm thương mại. Đây thì mình ở một cái nhà nghỉ Quỳnh Tiên. Nhà nghỉ Quỳnh Tiên thì ở một cái địa chỉ là 760 thôn 3 Bombo Đăng Bình Phước. Bên đây là thôn 4, đối diện là thôn 3, Quỳ Quỳnh Tiên. Đây là con đường đi vào. À, đây có cái bảng. Đây, con đường đi vào rất là đẹp. Ta tiến vào thì bước vào cái nhà nghỉ thì chúng ta sẽ đi qua một cái hàng cây xanh tươi mát và cây gió rì rào như chào đón chúng tôi. Đây là hàng cây dâm bụt hay còn gọi râm bụt. Cảnh sắc hết sức là thiên nhiên và hòa nhập. Đây, coi như là chú bướm. Đây kia là chúng ta nơi chúng tôi đang nghỉ ngơi. Đây là cái vực bãi đậu xe. Đây cũng có một cái nền nữa. Đây cũng có một cái khu vực nền nhưng mà không rõ là trước đây là làm gì. Bên đây là một dãy nhà trọ, đây bà con ở rất là đông. Đây là khu dãy nhà trọ bà, có đang bị máy lạnh, cửa gỗ, có rèm. Một cái phòng cơ bản chúng ta là có đơn giản này, đây chiếc giường, một tivi nhỏ, một chiếc quạt, rồi khăn, rồi đầy đủ. Bên trái.